Hi, chào mọi người đã đến với vlog của mình. Thì hôm nay mình giới thiệu với mọi người đó là một món rong nho ha. Rong nho này nó xuất xứ từ biển ha. Thì hôm tình cờ hôm bữa mình lướt Facebook thì mình thấy có một người em ăn rong nho, thì mình hỏi mua ở đâu. Thì em chỉ cho mình chỗ mua rong nho rất là rẻ mọi người, và rất là tươi. Thì rong nho này mình mua có 95 ngàn một ký thôi mọi người. Và một chai muối mè này thì mình mua kèm thêm là 30 ngàn một chai nước chấm mè rang nha mọi người. Mời mọi người cùng ăn ha. Thì mình có hôm nay mình có làm một cái thêm một cái chén nước chấm nữa là mayonnaise và tương ớt và một chén muối ớt cay ha. Mình có kèm thêm ăn với lại cơm nữa nha mọi người. Nhìn nó giống trang lại cái tiêu vậy. Cái rong nho này nó ăn rất là đẹp da nha mọi người, vừa tốt cho tim mạch nữa. Hả? Bà ăn không? Thúi đâu? Mời mọi người ha. Ăn vô miệng nó giòn mà nó có cái vị bên trong giống cho mình ăn, mình bể những cái hộp này á, nó có cái vị nhớt nhớt nữa nha mọi người, có vị mặn mặn. Mình đã rửa máy nước rồi vẫn thấy còn mặn nha mọi người. Ăn cái này nó vừa mát nữa nha mọi người ơi. Cái mấy bữa này mình ăn nó nóng quá nên mình mua thử rong nho ăn, nghe nói là nó mát cho cơ thể. Mình chấm thử cái nước chấm mè rang này ha. Nước chấm mè rang này nè, béo mọi người, béo thơm, chấm nó ngon lắm. Mình chấm nhiều nhiều vô nghe mọi người, vừa ăn cái này vừa giảm cân nữa nha mọi người ơi. Mình thấy trong tủ lạnh còn dưa leo nên mình lấy ra mình cắt cái thái để ăn luôn. Cái rong nho này nó mặn, ăn nó giòn tươi đó. Chấm cái nước mè rang này nè, tuyệt vời luôn á mọi người. Mọi người có nghe được cái tiếng giòn của cái rong nho không? Tiếng giòn lắm. Mọi người ướp lạnh á, ướp lạnh bỏ trong tủ lạnh một chút rồi mình lấy ra ăn nó rất là ngon. Ăn cũng như giống rau sống thôi á mọi người. Nhưng mà có điều là rong nho này có bị mặn mặn, nhớt nhớt. Có cũng có nhiều nhiều người người ta không biết ăn đó mọi người. Lần đầu tiên mình ăn rong nho luôn á.
Giờ mình chấm trong nho thử cái nước chấm mayonnaise với tương ớt mình trộn chung. Ăn một lần phải nhiều như vậy là mới ngon. Cắn vô trong miệng á, nó bể bể cái hộp rồi ăn đã. Bữa nay mình ăn cái đồ nóng không à, mình bị nhiệt miệng, mua đông nho về ăn cho nó mát. Vừa giảm cân nữa nha mọi người. Mọi người nhìn thấy không? Tươi lắm. Cắn vô nữa. Giòn giòn nó bể mấy cái trái bên trong là cho hồi hộp rồi nè. Mình chấm chén muối ớt của mình ha. Cay. Cay quá. Cay quá mọi người. Chấm với mắm mà, chấm với chén mè rang. Có vị nhớt nhớt giống như Giang mình ăn ăn canh đâu đây vậy mọi người. Nhưng có điều là nó giòn, có vị hơi mặn mặn. Cắn vô giòn giòn ngon vậy á. Đông nho là mấy bạn nào mà không biết ăn nhớt nhớt rồi chắc ăn được đâu nha mọi người. Rồi cắn vô bên trong miệng này nó nhớt á. Cắn kèm với dây leo.
mùi giống kêu vậy. Giòn ghê luôn. Mình ăn hai thứ thử cái độ giòn với lại dưa leo và độ giòn của cái trong biển này có giống nhau không? Ở video của mình tới đây là kết thúc. Mọi người xem video của mình, nếu mà thấy hay thì cho mình một like, một share, nhớ nhấn chuông đăng ký nha mọi người. Bye bye mọi người.